với channel của mình. Mình là Sò đây. Trước tiên là mình xin lỗi các bạn về tuần trước là mình đã không ra được một cái video nào hết. Vì mình bận một số cái công tác ở bên trường, bên đoàn khoa, cho nên là mình không có làm video được. Và mình cũng không có, như là hướng chưa làm được cái video làm màu handmade cho các bạn, thì mình chưa có đi mua dụng cụ để làm được. Thành ra là video đó mình sẽ lùi lại và để sau ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái video đó về chuyện làm commission. Cũng là một cái video mà mình đã hứa với các bạn rất là nhiều lần rồi ha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, let's go. Trong video này thì mình xin nói trước là mình sẽ không nói về vấn đề pháp luật, quyền sở hữu. Mình cũng không nói về chuyện vẽ tranh commission đối với người nước ngoài và vẽ tranh commission đi ghi. Mình chỉ nói về vẽ tranh commission đối với giới vẽ một cái ao làng nhỏ thôi, đó là giới vẽ trong nước. Mình cụ thể là vẽ cho học sinh, sinh viên và những bạn có nhu cầu. Và mình là chuyên về vẽ ra đi. Thành ra là mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết, những cái gì mà mình đã làm đơn giản nhất cho các bạn ha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua một xíu về vẽ commission là gì. Đơn giản đi, trong giới vẽ của mình thì nó chỉ cái việc tác phẩm của bạn được mua bán thương mại hóa với cái giá ngang với công sức mà bạn bỏ ra. Có nghĩa là tranh mà bạn vẽ, bạn sẽ vẽ, thay vì vẽ cho bản thân mình, bạn sẽ vẽ cho một người khác và người đó khách hàng của bạn. Họ mua tranh của bạn với mục đích của họ và bạn bán thôi. Ok, vậy thì ai là người sẽ mua tranh của bạn? Ai sẽ là người mua commission? Nó sẽ là những cái bạn mà có nhu cầu, ví dụ như là đối tượng khách hàng của mình thường xuyên nhất là học sinh, sinh viên nè. Và đôi khi cũng có những bạn đã đi làm rồi, các bạn ấy yêu thích cái nét vẽ phong cách của mình, và là các bạn ấy muốn mình vẽ một cái gì đó cho bạn ấy với mức giá nhất định nha, chứ không có vẽ free ha. Và đôi khi thì những cái bạn mà vẽ commission thì cũng là khách hàng nữa. Mình cũng có rất là nhiều khách hàng của mình đến với mình đặt mình vẽ commission, nhưng mà họ bên cạnh đó thì họ cũng vẽ commission cho người khác nữa. Thì mình vừa là đối thủ cạnh tranh với nhau, vừa là khách hàng, vừa là bạn hàng với nhau, kiểu như vậy. Đấy. Thì mặt hàng của mình ở trong giới vẽ, hay là mặt hàng mà mình sẽ bán commission của mình là gì? Thì đó có thể là tranh vẽ nè, có thể là tranh tradi, tranh đi ghi, có thể là vẽ để mà làm keychain nè, là standard nè, làm rất là nhiều việc ha. Thì đó là tùy theo cái cách mà bản thân mình có thể làm, có thể vẽ, và cái phần áp dụng nó vào cái chuyện thực tế mình muốn làm cái gì ha. Vậy thì trước tiên nhất, khi mà bạn muốn vẽ commission và bạn muốn có khách đặt hàng bạn, là bạn phải làm gì? Ngưng chuyện ảo tưởng là bạn cứ vẽ đi rồi sẽ có khách đặt, hay là bạn cứ đăng một cái bài bán trên commission là sẽ có khách đến đặt hàng cho bạn ha. Không, các bạn nên có một cái kế hoạch cho bản thân, và đây là cái kế hoạch cho của mình. Đó, và mình đã làm và mình đã suy nghĩ nó để mà có thể làm một cái commission, mình có thể tạo được cái đà cho mình để sau này mình phát triển hơn trong cái giới vẽ này. Và mình nghĩ là các bạn cũng nên làm như vậy. Đầu tiên là đối với bản thân mình thì mình cần phải làm gì? Mình cần phải luyện tập về nét vẽ nè, về phong cách nè, về background, cách tô màu, vẽ pose, vẽ theo ref này nọ các kiểu ha. Bạn nên biết là người khác mua tranh của bạn vì nét vẽ của bạn, chứ không phải là vì bạn có fan to hay gì cả. Bạn nên nhớ cái khách hàng không phải là fan của bạn. Có thể một phần khách hàng là fan của bạn, nhưng mà đa số họ không phải. Họ đến với bạn vì nét vẽ của bạn đẹp. Bạn nên nhớ điều đó. Và bạn, khi mà bạn muốn vẽ một commission thì bạn nên có cái điều đó. Bạn cần phải tập luyện rất là nhiều để mà định hình được cái nét vẽ, phong cách, cách lên màu này nọ các kiểu, để mà họ có thể biết đến bạn và tiếp cận bạn. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên tìm hiểu về những cái bạn mà đang có cái trình độ ngang với bạn. Không phải là họ bằng tuổi bạn, ngang tuổi bạn hay sao, nhưng mà cái nét vẽ của họ, cái phong cách vẽ của họ có thể là nó ngang ngửa với bạn. Bạn có biết cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không? Họ là những cái bạn vẽ ngang hàng với bạn, cũng có thể tương lai họ chính là đối thủ cạnh tranh trong cái việc mở commission với bạn. Nó thành ra là bạn nên tìm hiểu về họ, và bạn nên biết những cái điểm yếu và điểm mạnh để mà trau dồi thêm cho bản thân mình, để mà mình sẽ không bị thua thiệt so với họ. Đó, đó là cách mà bạn nổi bật hơn trong mắt những bạn khách hàng của bạn. Đó. Tiếp theo, mình biết là có rất là nhiều bạn, khi mà bạn vẽ cho bản thân mình á, bạn vẽ chơi hay là bạn vẽ vui thôi thì bạn vẽ rất là đẹp. Nhưng mà khi mà bạn vẽ cho một ai đó, cụ thể là khách hàng của bạn, hoặc là bạn vẽ cho những cái bạn mà chơi mail frame nè, chơi request nè, thì bạn lại vẽ rất là tệ, kiểu mất phong độ hẳn luôn á. Bởi vì cái đó không phải là cái character mà bạn muốn vẽ, và nó không phải là cái pose mà bạn muốn vẽ. Bạn vẽ theo ý người khác thì bạn sẽ rất là khó kiểm soát cái nét vẽ của mình, làm sao để mà mình ổn định như là mình vẽ tranh cho mình vậy. Với cái điều này thì bạn nên tập luyện đi, bởi vì vẽ commission là vẽ cho khách hàng của bạn chứ không phải là bạn. Thành ra là bạn nên làm quen với điều đó. Và nếu mà bạn vẽ không có được đẹp như là cái sample của bạn, hoặc là bạn vẽ không có được đẹp như là cái mail tray, cái tranh vẽ cho bạn, thì khách hàng nó sẽ không đến với bạn lần thứ hai đâu nha. Sau khi mà đã thấy bản thân mình luyện tập đủ các kiểu, bạn đã có nét riêng rồi nọ, thì trong lúc đó hãy nhân cơ hội này tạo dựng fan để các bạn có thể đưa cái sản phẩm của mình đến cho nhiều bạn. Và biết đâu chừng trong số những cái bạn đó sẽ có những bạn trở thành những khách hàng vẽ commission, những khách hàng của mình thì sao, đúng không?
những cách mà bạn có thể có fame chính là các bạn hãy thường xuyên đăng tranh nè, livestream, và trong khi đó thì các bạn hãy nhớ PR cho bản thân một xíu, kiểu như là mình đang có vẽ commission nè, mình đang tập luyện để vẽ commission, hoặc là mình đang cố gắng tạo dựng cho nét vẽ của mình ổn hơn, tốt hơn, các bạn thấy nét vẽ của mình thế này đã ổn chưa, nói chung là những cái cách đó là những cách rất là đơn giản để mà tiếp cận, đưa những cái tranh của bạn tiếp cận đến những khách hàng của bạn trong tương lai nè. Sau khi mà các bạn thường xuyên đăng tranh và livestream như vậy thì sẽ có rất là nhiều bạn kết bạn với bạn. Nhưng mà bạn nên nhớ là hãy chọn lọc ra những cái bạn nào có khả năng, ví dụ như là đại thần nè, hoặc những cái bạn mà thường xuyên mua tranh ở trên những cái hội nhóm này, các bạn đã kết bạn với bạn, các bạn hãy accept ngay, vì biết đâu sau này thì những bạn đó sẽ đưa tranh của bạn ra để mà PR giúp các bạn nữa. Đó. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên tìm hiểu về những cái hội nhóm, những cái nơi mà bạn có thể đăng bán cái tranh của bạn ngoài cái tường của bạn, có nghĩa là cái trang cá nhân của bạn, thì bạn có thể đăng bán ở đâu nữa. Và một điều quan trọng nữa là những cái bảng giá commission của các bạn mà tầm trình độ ngang hàng của bạn thì nó đang như thế nào. Cái việc tìm hiểu bảng giá commission nó sẽ rất là tốt, bổ ích cho bạn, để mà khi mà bạn tạo dựng cái bảng giá commission của bạn, bạn sẽ không đi quá cao hơn với những gì những bạn khác đang làm để mà bị phê phán, hoặc là bạn cũng sẽ không vẽ rẻ hơn nó để mà làm uổng phí công sức của bản thân mình đó. Điều quan trọng thứ ba mà mình muốn nói đó là tạo được sự ổn định trong nét vẽ. Nét vẽ với trình độ ổn định và không bị chênh lệch giữa cái sample và cái commission của bạn. Khách hàng đối với bạn khi mà họ thấy được một cái sample đẹp, nhưng mà khi mà họ nhận được một cái tranh commission thì họ lại cảm thấy là cái nét vẽ này sao nó không có giống như là cái sample mà bạn này đưa cho mình chút nào hết trơn vậy, sao cái này nó hơi xấu hơn, hoặc là sao tranh commission thì bạn này lại vẽ tệ hơn tranh sample vậy cả. Thì từ đó thì khách hàng sẽ không có đặt niềm tin vào bạn, và cũng như là sẽ không có quay lại lần thứ hai với bạn đó. Thì các bạn nên tránh cái điều này đi. Tiếp theo là bạn cần phải xác định đâu là phong cách mà bản thân bạn hướng tới, bạn có thể vẽ gì và không vẽ gì đó. Khi mà bạn trả lời những cái câu hỏi như thế này thì bạn sẽ biết được những gì mình sẽ vẽ trong tương lai, và những gì mà những cái thể loại khách hàng mà bạn sẽ hướng tới. Khi mà bạn đã xác định được rồi á, thì bạn cần phải trao dồi luyện tập về cái khoảng mà vẽ pose nè, vẽ background nè, đó là những cái cơ bản nhất để mà bạn có thể có được những khách hàng đầu tiên. Như mình đã nói thì khi mà vẽ commission á, thì khách hàng sẽ đưa ra những cái character nè, những cái ref nè nhất định đó, rồi những cái pose mà bạn có thể là bạn chưa bao giờ vẽ nữa, nhưng mà bạn phải có cái khả năng vẽ theo ý của họ và vẽ theo cái pose đó. Đó thì bạn mới có thể có được cái lượng khách hàng nó lớn hơn, chứ không phải là bạn thích vẽ gì thì bạn vẽ. Đôi khi khách hàng vẽ thì họ sẽ yêu cầu bạn là bạn muốn vẽ gì cũng được, miễn sao đẹp là được, mình cũng không biết nữa, bạn cứ vẽ đại đi. Đó là những khách hàng dễ. Còn đối với những khách hàng khó tánh á, thì họ sẽ rất là kỹ trong cái việc mà họ check về cái pose nè, check về background nè, họ sẽ đưa ra yêu cầu hết mọi thứ tất cả, và bạn phải làm theo họ, bởi vì đó là tiền bạc và công sức mà họ muốn bạn bỏ ra để mà đổi lấy cái tiền của họ đó. Nếu như mà bạn không thể làm được như vậy thì ít nhất bạn cũng phải đặt ra được những cái quy tắc nhất định khi mà bạn vẽ commission. Và điều thứ tư mà mình muốn nói với các bạn là hãy đặt ra những quy tắc cho bản thân. Đầu tiên là về bảng giá thì nên được quy định trước. Sau khi mà bạn đã tham khảo những cái bảng giá của bạn khác, tham khảo bảng giá trên thị trường, thì bạn sẽ có được một cái mức giá nó chênh lệch không quá cao so với thị trường. Bởi vì bạn bán rẻ hơn thì coi như là bạn phá giá và bạn sẽ bị rất là nhiều người ném đá. Còn nếu mà bạn vẽ đắt hơn thì điều đó không có hợp với trình độ của các bạn. Ví dụ như tranh của bạn vẽ rất là sơ sài, rất là đơn giản, mà bạn lấy giá cả lên tới 1.000.000 đồng thì không có ai cảm thấy là nó xứng đáng với cái nét vẽ của bạn hết, rồi bạn sẽ cũng bị ném đá tiếp. Ở trong cái bảng giá này thì bạn sẽ quy định ra giá cả nè, những gì mà bạn vẽ được và không vẽ được nè, rồi những cái họa cụ, giấy vẽ, phương thức thanh toán thì cũng nên được liệt kê vào đây. Tiếp theo là bạn có thể có khả năng trả tranh trong bao lâu, hay là khả năng trả deadline của bạn nó như thế nào, bạn có nhận cọc trước hay không, hoặc là bạn nhận chuyển khoản trước khi vẽ hay sao đó. Nói chung là tất cả những gì mà bạn muốn bạn nên đặt ra trong cái bảng giá, để mà khách hàng họ nhìn vào họ sẽ biết là bạn bán cái gì, bán như thế nào, bạn làm được cái gì, bạn không làm được cái gì đó. Thì như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho bạn ha. Đó, mà bạn vẽ commission thì bạn nên nhớ một điều là bạn cần phải tôn trọng khách hàng, bản thân tôn trọng tranh của bạn, vì đó là công sức của bạn và đó là tiền bạc của khách hàng. Những thứ năm mà mình muốn nói tới chính là tranh vẽ của bạn là vẽ cho khách hàng thì bạn phải tôn trọng những cái yêu cầu của họ, bên cạnh đó là tôn trọng cái nhân vật mà họ yêu cầu vẽ. Bạn không thể nào vẽ một cái tranh commission mà bạn muốn cái gì của bạn ốc vào đó hết. Bạn cần phải tôn trọng yêu cầu khách hàng. Đối với những khách hàng dễ thì không sao, đối với khách hàng khó tính họ sẽ yêu cầu bạn rất là nhiều thứ, và nếu mà bạn không có làm theo ý của họ thì họ sẽ không có vui khi mà nhận được cái tranh đó. Ai thì cũng muốn vui khi mà nhận được cái gì đó đáng giá với số tiền mình đã bỏ ra, đúng không? Và làm ơn hãy tôn trọng khách hàng và tôn trọng cái character mà bạn sẽ vẽ trong tương lai này ha. Bên cạnh đó, với những cái quy tắc mà bạn đã đặt ra cho bản thân bên trên thì bạn cũng hãy tôn trọng quy tắc đó của mình. Đừng có làm những cái gì mà sai khi mà sai với những cái quy tắc mà bạn đã đặt ra. Ví dụ như là bạn nói là bạn có thể vẽ và trả tranh trong vòng 1 tháng, thì hãy nhớ những điều đó và trả tranh đúng trong vòng 1 tháng. Bạn trả nhanh hơn không ai nói gì hết, nhưng bạn trả chậm hơn có nghĩa là bạn mất đi uy tín.
và những cái quy tắc mà bạn đặt ra nó chỉ là những cái quy tắc ảo, quy tắc chơi chơi, bạn nói chơi cho vui vậy thôi chứ nó không có giá trị gì hết. Và nếu như mà bạn muốn là một cái người mà được khách hàng tôn trọng và được những bạn khác tôn trọng thì hãy nhớ những cái gì mà bạn đã nói, bạn đã ghi ra, bạn đã đặt ra cho bản thân mình. Thì đầu tiên trước hết chính là bản thân bạn phải tôn trọng những cái điều đó thì người khác mới tôn trọng và quý trọng cái giá trị mà bạn đã tạo ra, chính là những cái tranh vẽ commission của bạn đó. Khi mà bạn tự tôn trọng bạn thì người khác sẽ tôn trọng bạn và khách hàng họ sẽ tôn trọng cái tranh mà họ mà bạn bán ra, đó chính là công sức và tiền bạc của bạn và của họ đó. Những cái điều cơ bản ở trên đây thì chúng ta có thể bắt đầu với một cái commission đầu tiên rồi. Ở đây thì mình sẽ không nói về những cái cách làm commission cụ thể như thế nào. Đây là những cái bước chuẩn bị đầu tiên để các bạn xác định mở commission và các bạn có thể phát triển nó lâu dài theo một cái lộ trình, một cái kế hoạch cụ thể nhất định. Còn với những cái gì gọi là khi mà bắt đầu vào một commission thật sự thì mình sẽ nói trong một video clip sau nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Q&A. Mình đã đăng lên một vài cái post ở trên cộng đồng YouTube và trên trang Facebook cá nhân của mình để hỏi các bạn về những cái câu hỏi mà các bạn liên quan, vẽ liên quan đến commission, thì mình sẽ tổng hợp lại một xíu xíu ha. Còn những câu hỏi sau đó thì mình sẽ trả lời trong video clip sau. Ok, đầu tiên nét vẽ như thế nào thì có thể vẽ commission? Không nhất thiết đó là một nét vẽ đại trà phổ biến. Bạn biết không, khi mà khách hàng đến với bạn, họ tìm kiếm những cái gì đó đặc biệt hơn những bạn khác thì họ mới đặt mua. Vì vậy cho nên bạn phải có một cái gì đó đặc biệt nhất để mà tạo ra nét riêng của bản thân mình. Ví dụ như là bạn phối màu sắc đẹp, bạn có cách đi pose chắc nè, bạn có thể vẽ nam, vẽ nữ, vẽ đủ thứ dáng người hết đó. Thứ hai nữa là những cái cách vẽ và cách tô màu của bạn nó phải đặc biệt một xíu hơn những người khác. Bạn có những cái điều gì đó đặc biệt hơn thì người khác mới đến với bạn, đúng không? Cái gì cũng vậy hết. Thứ hai nữa là ổn định với cái nét vẽ đó. Bạn có thể vẽ đẹp hơn nữa, nhưng mà đừng bao giờ xuống trình độ. Bởi vì xuống trình độ thì người ta sẽ cảm thấy bạn mất phong độ. Cá nhân mình đây, mình cũng đã từng bị nói là bản thân mình vẽ tụt trình đi, hoặc là bản thân mình đôi khi là mình bị ạt lóc á, thì mình sẽ không có vẽ được ổn định như trước nữa, thì mình sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian, làm những cái chuyện gì đó, xả stress. Sau đó thì mình có thể vẽ lại với đúng cái trình độ của mình đó. Và đôi khi là cái trình độ của mình nó cũng không có được ổn định nữa thì mình phải tập trung. Nhưng nếu như mà bản thân mình xác định là bây giờ mình không thể vẽ như vậy được nữa thì hãy nên đổi toàn bộ và nên nói với lại khách, nên đưa những cái sample mới, đừng nên lấy cái sample cũ. Đúng rồi, một vài tháng thì các bạn, khi mà các bạn đã vẽ commission rồi thì một vài tháng các bạn nên update những cái sample mới. Bởi vì trong một vài tháng đó có thể là bạn đã lên tay một xíu, bạn đã nhận ra một xíu cái về cái thay đổi về màu sắc, về cái thay đổi về pose, thay đổi về rất là nhiều thứ, và bạn nên cập nhật những cái tranh mới nhất của bạn để làm sample cho khách hàng biết là bạn vẽ như thế này, nhét như thế này, và bạn hiện đang vẽ như thế này, và khách hàng sẽ cân nhắc và lựa chọn kỹ hơn, chính xác hơn ha. Câu hỏi thứ hai, làm sao để xác định được bảng giá? Như mình đã nói ở trên thì bạn nên tìm hiểu những cái bạn khác đang mở những cái loại công gì và giá cả như thế nào, thì từ đó bạn có thể đưa ra được cái giá mà mình có thể đáp, mình có thể vẽ mà xứng đáng với công sức của mình nhất. Bên cạnh đó thì bạn có thể vẽ được những cái gì, họa cụ bạn xài là loại nào, đắt hay rẻ, nó cũng góp một phần nhỏ trong cái bảng giá của bạn ha. Cái cách cơ bản là không nên đắt quá và cũng không nên rẻ quá với công sức của bạn. Và nếu rẻ quá thì bạn nên tập trung luyện vẽ nét, luyện cái nét vẽ của bạn để mà các bạn có thể nâng cái giá lên đúng với cái trình độ của bạn. Mình nên vẽ với cái đúng với trình độ của mình hơn là mình chấp nhận vẽ rẻ hơn để mà có khách ha. Điều đó thì người khác sẽ không có tôn trọng cái nét vẽ cũng như tôn trọng cái công sức chất xám bạn bỏ ra đâu. Đây là một công việc, các bạn nên nghĩ vậy. Và bạn đang là một người chuyên nghiệp, khách hàng của bạn bỏ tiền ra thì họ sẽ nhận được một thứ xứng đáng, và ngược lại, bạn vẽ ra thì bạn cũng nên nhận được một cái giá tiền xứng đáng với chất xám, thời gian, công sức mà bạn đã bỏ ra. Bạn nên hiểu là bạn đang làm việc với đam mê chứ không phải là vẽ chơi cho vui, và nên chuyên nghiệp, giữ những cái lời hứa và bạn sẽ làm với những cái gì bạn hứa khi mà bạn trao đổi khách ha. Bên cạnh đó thì đôi khi bạn cũng nên chuẩn bị trước và những cái rắc rối mà bạn sẽ gặp khi bạn vẽ commission. Có nhiều bạn khi mà vẽ commission thì lại không chịu nói trước về giá. Bạn nghĩ là bạn sẽ thương lượng với khách hàng về giá cả, nhưng mà các bạn nên biết đó là bạn, khi mà bạn đi mua cái gì mà nó có một cái giá sẵn rồi, cái giá niêm yết sẵn rồi, thì sẽ dễ dàng hơn so với một cái món đồ mà bạn không biết nó giá cả bao nhiêu. Bạn trả tiền, bạn sẽ lo sợ là khách hàng trả rẻ hơn, hoặc là bạn sẽ lo sợ khách hàng trả đắt hơn những gì mà mình đưa cho họ đó. Vì vậy cho nên hãy quy định cái giá của bản thân mình, hãy nói trước với khách hàng là giá của mình như thế này, mình sẽ làm cái gì, vẽ như thế nào với cái trong commission đó. Tiếp theo là bạn cần phải thống nhất trước về rep. Đôi khi là khách hàng đưa cho mình một cái rep mà bản thân mình cảm thấy là nó nặng quá so với khả năng của bản thân mình không thể vẽ được cái rep theo cái rep đó, theo cái pose đó, thì mình sẽ nói với khách hàng là mình không vẽ được, mà yêu cầu khách hàng là đổi cho mình một cái rep khác, một cái pose khác đó. Chứ đừng có kham vào cái kiểu như là mình thấy là cái này chắc là mình cũng vẽ được đó. Những cái gì gọi là không có nắm chắc được á, thì các bạn nên nói với khách hàng trước là mình không có nắm chắc được là mình sẽ vẽ cái này được, ok, nhưng mà mình sẽ thử. Mà nếu mà mình không vẽ được cái này á, thì bạn làm ơn bạn đổi cho mình cái khác nha, để mình có thể vẽ tốt nhất cho bản thân bạn. Bạn cứ cố làm á, mà bạn làm không có tới á, thì thôi bạn đừng có làm, và bạn hãy
tìm kiếm cái gì bạn làm tốt nhất đưa cho khách hàng. Đó. Khi mà mình vẽ thì đôi khi là cái thái độ của khách hàng, cách ứng xử của bạn với những cái chuyện mà khi mình trao đổi với nhau thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là mình thì khi mình nói chuyện với lại khách hàng còn connection của mình thì mình sẽ chuyên nghiệp một xíu. Mặc dù như vậy thì không có dễ thương, không có đáng yêu như là các bạn nghĩ, nhưng mà nó chuyên nghiệp. Đối với mình là như vậy, đây là một, đối với mình đây là một công việc chứ không phải là mình vẽ chơi, mình vẽ cho vui. Thành ra mình lúc nào mình cũng cố gắng để cho tỏ ra bản thân mình là chuyên nghiệp nhất, mình cố gắng làm cho bản thân mình chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng, tôn trọng công sức của bản thân. Đó. Khi mà bạn nói chuyện mà đùa giỡn và chơi chơi thì có thể là khách hàng sẽ thả lỏng với bạn. Đó cũng là một cái điều mình nên làm, nhưng mà bạn cũng nên giữ một cái thái độ chuyên nghiệp. Khi mà khách hàng hỏi những cái vấn đề gì đó thì bạn cũng nên trả lời, và cái cách bạn làm như thế nào sẽ có ấn tượng, sẽ gây ấn tượng với lại khách hàng của bạn. Một cái điều nữa chính là đôi khi mình vẽ mà khách hàng không hài lòng thì họ sẽ yêu cầu, đôi khi là họ sẽ yêu cầu bạn vẽ lại. Đối với những khách hàng khó tính họ sẽ yêu cầu bạn vẽ lại, nhưng mà vẽ lại đó thì chỉ trong vòng cái bản sketch thôi, chứ bản vẽ màu thì hiếm khi nào họ yêu cầu bạn vẽ lại lắm. Với mình, tuy nhiên với mình thì mình thường xuyên vẽ lại tranh, đơn giản là vì mình không ưng ý về phần màu sắc, mình không ưng ý về hạn pose, mình chấp nhận vẽ lại vì mình cảm thấy là họ đưa ra cái giá tiền đó với cái tranh như thế này mà mình vẽ tệ, mình cảm thấy không xứng đáng. Còn nếu như mà trong cái thời điểm đó bạn cảm thấy vẽ nhạt là đã đúng nhất với khả năng của bạn rồi thì bạn cứ tự tin và bạn gửi. Còn khách hàng trước khi mà bạn bắt đầu bạn lên màu rồi là không có thay đổi gì được nữa ha. Đó là bạn nên xác định với khách hàng trước là bạn sẽ làm gì với cái commission đó, bạn sẽ tô màu như thế nào, bạn sẽ cho khách hàng thay đổi và chỉnh sửa cái tranh này như thế nào đó. Sau đó cuối cùng chốt lại thì khách hàng sẽ không được chỉnh sửa gì nữa và bạn sẽ vẽ như là những gì mà bạn chúng mình đã trao đổi ở trên. Đó thì trên đây là tất cả những gì mà mình đã đúc kết ra được trong quá trình khoảng 2 năm mấy mình vẽ tranh commission. Không phải tự nhiên mà mình có thể vẽ commission được. Nhiều bạn thì nghĩ là mình cứ vẽ đại đi, sau này khi nào mình cảm thấy là nét mình ổn rồi hoặc là cộng đồng mạng nói nét mình như vậy được rồi thì mình cứ mở commission. Không, các bạn muốn mở commission lâu dài hãy làm như mình, tạo ra một cái quá trình tập luyện, nó là một cái quá trình, một cái kế hoạch để mà các bạn có thể làm việc lâu dài với nó. Đây là một công việc nó liên quan đến đam mê của các bạn, sau này của hai bạn sẽ không có làm như thế này nữa, nhưng mà các bạn đây cũng là một cái gọi là cái nền tảng, nhưng khi nào các bạn ra ngoài các bạn làm những công việc khác thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Các bạn sẽ luôn luôn có một cái kế hoạch, một cái lộ trình cho bản thân. Trước đây thì mình cũng nghĩ là mình còn trẻ mà lên lịch làm cái gì, những cái đó thì mình có chắc chắn làm được hay không. Nhưng mà khi mà mình đã đến bây giờ rồi thì mình cảm thấy là cái việc lên kế hoạch nó rất là cần thiết và thực sự là nó rất là hay. Bởi vì bạn có những cái bước đi, bạn biết được những cái bước đi nào mà bạn nên bước và những cái gì mà bạn không nên làm. A few moments later. Lần sau, video tiếp sau thì mình sẽ nói về những cái vấn đề khác. Ví dụ như là những cái thị phi mà mình và các bạn sẽ gặp được khi mà các bạn vẽ commission, hoặc là cách mà bạn đi gửi commission như thế nào đối với tranh KD. Đó, thì mình sẽ quay trở lại trong clip sau. Còn bây giờ thì bye bye và tạm biệt các bạn nha.